Câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã đăng ký tiền đạo Diogo Pereira cho V-League 2021. Anh được đội bóng đất mỏ chiêu mộ để thay thế cho Patrick Da Silva. Diogo đã hoàn tất ký kết hợp đồng và có thể thi đấu cho Quảng Ninh ngay từ vòng thứ 3. Trước đó, tiền đạo người Brazil đã từng thi đấu cho Bình Dương, Đà Nẵng và Nam Định. Thành tích nổi bật nhất của anh là đóng góp 19 bàn thắng trong hai mùa giải gắn bó với đội chủ sân Thiên Trường. Với sự xuất hiện của Diogo, đội bóng đất mỏ sẽ có thêm tiền đạo chất lượng bên cạnh người cũ Edison Suarez.